Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm. Thưa quý vị, xác định việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm. Do vậy, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan đã tập trung giải quyết tận gốc các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Qua đó, nhiều nội dung đã được làm rõ và giải quyết thấu đáo kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trước đây, cánh đồng với diện tích hơn 60 hecta này của Hợp tác xã Phúc Long, xã Yên Từ, huyện Yên Mô thường xuyên bị ngập úng mỗi khi có mưa lớn, bởi khu vực này chỉ có một cống tiêu thoát nước. Do vậy, để canh tác 3 vụ một năm hiệu quả, cử tri đã kiến nghị huyện xem xét xây dựng trạm bơm tiêu úng. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện đã khảo sát và đầu tư hàng chục tỷ đồng xây mới trạm bơm với 5 máy, công suất 20.000 mét khối một giờ. Năm 21, thì như vậy là trạm bơm đã khánh thành. Thì thực sự ra nói khi vừa khánh thành xong thì là cái hiệu quả phát huy được ngay. Có nghĩa là tháng 9 năm 21 thì có cái trận mưa ở Yên Mô chúng tôi là tới gần 400 mm. Với công suất như vậy là 5 máy và mỗi máy là 4.000 mét khối một giờ. Thì riêng ở đây là phục vụ cho hai xã. Thì phải nói chỉ trong vòng một ngày là có thể là giải quyết được. Cơ bản là xong. Từ chỗ đó là cái thành viên và cán bộ là chúng tôi là rất phấn khởi. Đã thấy được trên rất quan tâm và chúng tôi mong mỏi là đã đạt được. Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri thì thường trực Hội đồng dân đối với cấp xã cũng như là đối với Hội đồng dân huyện cũng đã rất là quan tâm giải quyết tất cả những ý kiến. Thì đến nay thì thông qua cái việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đảm bảo đúng cái mong mỏi của người dân, của cử tri, thì từ đó là đối với cử tri của toàn xã là rất là tin tưởng và vào cái đường lối lãnh đạo của Đảng. Tin tưởng vào cái việc lãnh đạo của các cấp và từ đó để yên tâm để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Để đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các tuyến đường của thôn Khê Trong, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư đã được mở rộng, đổ bê tông và giải nhựa. Tuy nhiên, đoạn qua cổng chào vào thôn là khúc cua, thường xuyên có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Để tránh xảy ra tai nạn giao thông, cử tri đề nghị huyện xem xét lắp gờ giảm tốc tại vị trí này. Sau khi chúng tôi kiến nghị với Hội đồng Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân huyện, thì huyện rồi các cơ quan chức năng đã làm cái gờ giảm tốc cho đường rẽ vào thôn Khê Trong. Và nhân dân rất phấn khởi, bởi vì là cái tốc độ trên đây là nó mọi người là giảm xuống, cho nên cái độ an toàn rất cao, nó không như trước nữa. Cho nên chúng tôi cũng xin cảm ơn các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cái an toàn cho thôn và nhân dân trong thôn. Thực hiện cái ý kiến kiến nghị của cử tri qua các cái kỳ họp, qua các cái tiếp xúc, thì đối với xã Ninh Hải thì chúng tôi hết sức quan tâm đối với lại ý kiến. Thứ nhất là đối với lại nội dung liên quan đến vấn đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là các cái ý kiến mà liên quan đến vấn đề về cơ sở hạ tầng, vấn đề về vệ sinh môi trường và các cái vấn đề về văn hóa xã hội. Đối với cái lĩnh vực mà thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã thì chúng tôi chỉ đạo những cái việc gì mà có thể làm được ngay thì tổ chức thực hiện ngay và giải quyết, thì cơ bản là chúng tôi giải quyết được các cái ý kiến kiến nghị của cử tri qua các cái kỳ họp. Năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhận được gần 100 ý kiến kiến nghị của cử tri, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp nông thôn, nội vụ, chính sách xã hội, y tế. Ngay sau khi nhận được các ý kiến của cử tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xem xét, nghiên cứu giải quyết trả lời. Việc giải quyết nhanh chóng kịp thời của các cấp các ngành đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đời sống của người dân, cũng như trách nhiệm cao của các ngành trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Đường này trước kia thì nó xuống cấp quá, tại vì nó nhiều chỗ là nó nứt xẻ hết cả ra. Coi thế là rất là dễ có thể xảy ra mất cái an toàn giao thông. Được sự quan tâm của cấp trên thì bây giờ đã làm được cái đường này, coi thế dân cảm thấy chúng tôi là coi thế rất là phấn khởi. Tức là chúng tôi sẽ thành lập cái ban giám sát theo chức năng của giám sát của Hội đồng Nhân dân. Đấy, trong đó là có ban kinh tế và ban pháp chế, và thường trực Hội đồng Nhân dân xã cũng
có xây dựng kế hoạch giám sát đột xuất hoặc là thường kỳ theo cái kế hoạch hàng năm là đề ra. Cái việc này thứ nhất là đáp ứng được cái nguyện vọng của cử tri trong thôn khi mà người ta có cái ý kiến kiến nghị. Nếu như mà giải quyết một cách kịp thời, thỏa đáng thì cái việc là tiếp tục phát huy cái quyền dân chủ của dân sẽ càng được phát huy hơn. Trong năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện trên 10 cuộc giám sát, khảo sát để nắm bắt việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời tiến hành thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chủ động giám sát việc giải quyết kiến nghị tại địa bàn ứng cử, qua đó góp phần quan trọng giải quyết sớm và làm rõ những kiến nghị của cử tri quan tâm, nhất là những vấn đề nóng, nhạy cảm của đời sống xã hội. Trên cơ sở cái phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Ban Pháp chế tham mưu cho Thường trực phân công cho các tổ đại biểu, rồi là ban trực tiếp chủ trì phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh để đi giám sát. Đối với những nhiệm vụ mang quy mô toàn tỉnh, những nhiệm vụ khó cần phải có cái giải pháp thì ban trực tiếp đi giám sát. Thế còn các cái nhiệm vụ trên địa bàn, ban tham mưu cho Thường trực giao cho các tổ đại biểu để giám sát ở trên địa bàn. Thế chính vì vậy thì số lượng ý kiến kiến nghị cử tri được giải quyết là đạt cái tỷ lệ cao hơn và một số cái nhiệm vụ thì có thể nói là giải quyết triệt để hơn. Qua các cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp ấy, thì qua ý kiến của cử tri cũng đã đưa các cái ý kiến lên, một là về giải quyết, thứ nhất là điện này, thứ hai là nước này, thứ ba là cái vệ sinh môi trường. Đấy, thì qua các cái ý kiến của các kỳ Hội đồng Nhân dân các cấp từ xã đến huyện thì cũng là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cũng đã đáp giải tiếp thu và giải quyết rất là kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đấy, nhân dân cũng rất là cảm ơn các cấp lãnh đạo trong quá trình xử lý giải quyết các cái ý kiến kiến nghị của cử tri, đáp ứng được kịp thời và cái sự mong mỏi kỳ vọng của nhân dân. Với việc quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước cũng như bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Trong năm, hoạt động của Hội đồng Nhân dân nói chung, công tác tiếp xúc, xem xét, giải quyết kiến nghị cử tri nói riêng có nhiều đổi mới, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri, tận niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử, đại biểu dân cử. Từ thực tiễn hoạt động, Hội đồng Nhân dân các cấp đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý để nâng cao chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị ở địa phương. Trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 14, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô đã nhận được hơn 20 ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi, giao thông, xây dựng, giải phóng mặt bằng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã trả lời làm rõ 7 ý kiến kiến nghị, còn 8 ý kiến tiếp tục chỉ đạo giải quyết sau kỳ họp. 6 ý kiến giao Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn xem xét giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền địa phương. Đối với các cái kỳ tiếp xúc cử tri của Yên Đầm thì chúng tôi cũng thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh, rồi là thông báo cho các cái hội đoàn thể để tuyên truyền vận động người dân, rồi là các cái đoàn viên, hội viên, thành viên tham gia các cái buổi tiếp xúc cử tri cho đông đảo. Và qua các cái buổi tiếp xúc cử tri thì chúng tôi cũng khuyến khích các cử tri phát biểu những cái tâm tư nguyện vọng, những cái đề xuất kiến nghị. Sau đó là về chúng tôi cũng sàng lọc phân loại. Thì đối với những cái ý kiến kiến nghị của cử tri mà vượt cái thẩm quyền rồi vượt khả năng năng lực của địa phương thì chúng tôi cũng đều có những cái báo cáo lên cấp có thẩm quyền, rồi có văn bản gửi tới các cái ngành có liên quan để cùng phối hợp tích cực trong cái việc giải quyết các ý kiến kiến nghị. Những vấn đề mà thủ tục của huyện thì huyện cũng đã kịp thời và tổ chức giải quyết, và quan điểm là chỉ đạo ngay và dứt điểm, theo dõi giám sát cái việc giải quyết, thấy rằng là ủy ban cũng vào cuộc rất tích cực và đã chọn những cái trọng tâm trọng điểm giải quyết ngay, nên là những ý kiến mà bức xúc của nhân dân đã được giải quyết kịp thời, nên là lòng tin của nhân dân đối với đảng, với chính quyền các cấp, đặc biệt là đối với ủy ban huyện về giải quyết ý kiến đã được là đảm bảo và thấu lý đã tình, có thể là đây một cái cũng là động viên cho nhân dân phấn khởi, từ đó là đã góp phần lớn vào trong cái việc xây dựng là phát triển của kinh tế xã hội của địa phương. Để giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri, ngay từ khâu thu thập ý kiến,
thư ký hội nghị tiếp xúc cử tri ghi chép trung thực, đầy đủ, khách quan. Sau mỗi đợt tiếp xúc, các tổ đại biểu đều họp để tổng hợp, phân loại các ý kiến, xem thuộc thẩm quyền của cấp nào thì chuyển cấp đó xử lý, đồng thời theo sát đến cùng quá trình giải quyết để trả lời cử tri. Hoạt động của các tổ giám sát thì gồm có thành viên trong tổ và mời các cơ quan trực tiếp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cùng với lãnh đạo địa phương trực tiếp xuống trao đổi với cử tri về những vấn đề mà cử tri quan tâm và đã giải quyết. Trong quá trình hoạt động giám sát thì Thường trực Hội đồng Nhân dân đã trực tiếp trao đổi với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân huyện cũng như các ngành để làm rõ cái trách nhiệm giải quyết cụ thể của Ủy ban nhân dân, các ngành, các cấp, Ủy ban nhân dân, các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan khi nhận được kiến nghị của cử tri do Thường trực Hội đồng Nhân dân chuyển đến đều ra soát kỹ nội dung, kiểm tra khảo sát thực tế, phối hợp với các ngành liên quan trả lời đúng trọng tâm nội dung kiến nghị để cử tri tiện theo dõi. Nội dung trả lời ngắn gọn, dễ hiểu, đúng với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh gây bức xúc thêm cho cử tri hoặc cử tri phải kiến nghị nhiều lần về một vấn đề. Tôi cho rằng là các đồng chí đại biểu của Hội đồng Nhân dân huyện là đại diện cho cử tri ở trong khu này, ở họp phiếu này, thì các đồng chí đó cũng rất là thẳng thắn và rất nghiêm túc cái tiếp thu đối với những ý kiến của chúng tôi kiến nghị. Và các đồng chí đã căn cứ vào tình hình cụ thể, những cái nội dung nào các đồng chí trả lời được thì các đồng chí trả lời luôn. Và những cái nội dung nào nó có liên quan đến cái vấn đề là chưa giải quyết được thì các đồng chí hứa là sẽ có cái trả lời sau. Và cái trên tinh thần đó thì khi mà về địa phương thì chúng tôi tiếp xúc với các cái hội nghị của địa phương thì chúng tôi cũng báo cáo với cử tri luôn. Và cử tri cũng rất phấn khởi về những cái ý kiến chỉ đạo của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân để ban hành những quyết sách đúng đắn, phù hợp với lòng dân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền để các nghị quyết đi vào cuộc sống, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương chính sách mà Hội đồng Nhân dân các cấp ban hành. Với phương châm khi Đảng nói thì dân tin, khi mặt trận đoàn thể vận động thì dân theo và khi chính quyền làm thì dân ủng hộ. Từ đó góp phần bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ nhân dân, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Kiến nghị của cử tri có được quan tâm hay không, có được giải quyết hay không, việc đầu tiên là phải thể hiện được là cái trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan tham mưu chức năng giúp việc cho các ủy ban và cấp tỉnh, cấp huyện. Thế và bên cạnh đó là cái trách nhiệm giám sát của đại biểu, giám sát của các tổ đại biểu. Đấy, thể hiện cái tính quyết liệt, cái thể hiện cái trách nhiệm đối với cử tri thì cái hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri nó sẽ cao. Với những kinh nghiệm thực tế trên đã giúp việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri kịp thời, thấu đáo, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm trên địa bàn, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền các cấp. Đến đây thì thời gian dành cho chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.